Kính Phật mười phương ở chính mình, thái bình thanh tịnh tại bình sinh. Ngộ rồi vạn pháp đều là Phật, Ta Bà Cực Lạc tức Đại Minh. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì xin phép cho Nguyễn được chào tất cả các quý khán giả trong kênh Nguyễn ha. Thì một buổi sáng đẹp trời như thế này thì Nguyễn cũng có một vài câu hỏi dành cho quý đồng sĩ. Hôm nay thì mình làm nhiều cũng mấy cái video clip nhưng mà thật sự là nó cũng nhức đầu ha quý vị khán giả. Nhưng mà hôm nay thì Nguyễn trở lại những cái bình thường nhất, là có một vài câu hỏi để mà trợ giúp cho, cũng là gợi ý cho tất cả các quý khán giả để mà có những cái pháp hành thực tế trong đời sống, những cái gì mà đơn giản gần gũi. Thì bây giờ em mời Quỳnh Đồng Sĩ chào khán giả trước ha. Dạ. Dạ. Quỳnh Đồng Sĩ cùng với Nguyễn chào khán giả ha. Một Phật. Dạ, buổi sáng hôm nay thật là mát mẻ đẹp trời cả nhà. Đồng Sĩ cùng với cả nhà đủ duyên về một cái pháp hội đơn giản gần gũi, thực tế đạo đời trong cuộc sống hàng ngày chúng ta, vừa trước mắt chúng ta vừa sống vừa tu, vừa sửa, vừa gọt giũa, vừa trả tứ trọng ăn trực tiếp ở nơi thân tâm của chúng ta luôn cả nhà. Dạ mô Phật. Dạ. Thì đồng sĩ chia sẻ với cả nhà cơ bản sơ ba về cái pháp nhẫn nhịn và cái pháp tu ba la mật ở trong đời đạo thực tế mà đồng sĩ cũng có hành qua, và cũng có chia sẻ với một số Phật tử ở trên của cả nhà trên mạng. Thì đồng sĩ cũng được phép xin gợi ý nói ra để cho cả nhà với đồng sĩ cùng nhau tham khảo luôn. Dạ mô Phật. Thì đồng sĩ nghĩ như vậy nè. Thì trong cái cuộc sống chúng ta thì có Phật tử đủ duyên thì ăn chay trường, thì có Phật tử cũng đủ duyên ăn nửa ăn chay trường và nửa ăn mặn, rồi cũng có Phật tử đủ duyên thì chúng ta ăn mặn trong cuộc sống. Nhưng mà dù nơi thân chúng ta dùng cái gì thì cũng để ấy chánh niệm ở nơi đó mà chúng ta dùng, thì chúng ta dùng cái thật, dùng cái thật tâm chúng ta để dùng cái thật ở hàng ngày. Thì trước khi cái thật ra cái miếng ăn hoặc miếng uống nó được đủ duyên nó đến với chúng ta, thì như đồng sĩ ví dụ như cái điện thoại này là cái bát cơm, hoặc là cái miếng nước, hoặc là cái miếng dùng đưa vào nơi cơ thể chúng ta, thì trước khi chúng ta được nhận lãnh cái phần đó thì đó là cái phước duyên nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta. Hôm nay chúng ta mới được đủ duyên để mà nhận lãnh cái đó. Nhưng Phật tử chúng ta thường có nghe nói đó, nhiều khi cái miếng nó đến tay đến miệng mà chưa kịp nuốt nó cũng rớt ra nữa cả nhà, tại vì nó chưa đủ duyên đó cả nhà. Thì trước khi mình dùng cái gì thì mình chắp tay mình mô Phật cái đó trước một cái, mình chắp tay mình mô Phật, ví dụ như vậy, Nam Mô Di Đà Phật, cúi đầu mình ăn cái trước cái miếng ăn miếng uống, hoặc là tất cả các miếng mà sinh hoạt của mình được đến với cái thân tâm của mình, thì mình đều chắp tay mình mô Phật trước diện cái. Thì trong đi đứng nằm ngồi cũng vậy, tất cả những cái gì mà nên ở trong thân khẩu ý của mình á, mà chuẩn bị mình tiếp xúc á, mình trực tiếp vô, thì trước khi làm cái đó mình cũng đều chắp tay, dù trong đi đứng nằm ngồi mình cũng đều chắp tay, mình cúi đầu mình mô Phật nhẹ trong tâm mình cái, không cần lên tiếng cũng được cả nhà, mình cúi đầu nhẹ cái, tạo tác các thứ gì mình cũng đều chắp tay nhẹ mô Phật cái. Thậm chí tắm rửa, tiểu tiện, sinh hoạt, vợ chồng, rồi đi chợ mua đồ, mua đạc các thứ, về nhà nấu ăn, nấu uống, hoặc trồng rau, nhổ cỏ, rau, củ quả các thứ. Mình làm cái gì trước khi mình làm rửa rau cũng vậy, trước khi hái rau cũng vậy. Thì trước khi làm chắp tay mô Phật cái, thì cái đó là như cái vậy này cả nhà. Về mặt cái thân tâm mình làm hành cái pháp đó, thì trước nhất là để cái tính nhẫn của mình, là tập cho cái ẩn nhẫn của mình trước. Rồi còn nói sâu hơn nữa là mình kính cái đó, là mình kính cái Phật tánh ở trong vạn vật chúng sanh muôn loài cả nhà. Tại vì vạn vật chúng sanh muôn loài đều là có Phật tánh như nhau hết, đều là phương tiện của Phật. Nếu ta dùng cái Phật tâm thì ta đối đãi ra ta thấy tất cả đều là Phật tánh, thì ta dùng cái đó là ta kính, là ta kính cái Phật tánh ở bên trong, chứ ta không phải ta kính cái hữu hình ở bên ngoài. Cái hữu hình là phương tiện, cũng giống như chúng ta vậy. Thì đó, cái pháp đó ta kính cái Phật tánh, giống như ta đang hành cái pháp là ta cúng dường, ta trả tứ trọng ăn ngay tại chỗ cả nhà, tại cái hoan hỷ ngay tại chỗ luôn. Khi mà chúng ta lỡ mà chúng ta tạo tác đối với vạn vật chúng sanh muôn loài á, căn khẩu ý chúng ta trực tiếp đưa vào á, thì nhiều khi nó có gây ra những cái nghiệp tương xung tương khắc trong đó, thì nhờ cái pháp đó
mà hoan hỷ cho nhau thì cái nghiệp nó được giải lẹ cả nhà, được hoan hỷ trong cái chánh niệm đó nha. Tại vì trong cái hơi thở của chúng ta cũng rất là mang ơn, mình thở ra thở vào như vậy nè cả nhà, nó vẫn có cái sự sát sanh chứ không phải không có, nhưng mà giữ ở trong chánh định, chánh niệm, chánh định rồi thì đều là cái phương tiện với nhau, giống như vi khuẩn cũng có cái linh hồn sự sống, thì khi đi vào chánh niệm thì được hóa sanh liền, thì không có mình không có giữ cái, không có cái tà chánh, không có cái tà trong ý mình rồi, thì khi mình đưa cái hơi thở vô, nếu mà có cái vi sinh trong đó thì vi sinh đó nhờ nương theo cái chánh niệm ở trong pháp của Phật thì vi sinh đó cũng được hóa sanh cả nhà, có nghĩa là cũng được vãng sanh. Thì giống như đây cũng là cái phương tiện hai bên cùng nhau tu tập với nhau, mình nhờ cái hơi thở để mình đưa vào cái thân này, để cho cái thân này là phương tiện nó được tồn tại, thì ở bên kia cũng nương vào cái chánh định đó để mà nương vào với nhau, để mà hóa giải cái nghiệp, để mà cái đó là cũng đó là tu trực tiếp luôn cả nhà. Thậm chí cây cỏ hoa lá cũng vậy, khi chúng ta đụng vào cũng tác động đến cái sự sống, thì nhờ cái chánh niệm đó thì tất cả cũng đều được vãng sanh về cõi lành mà không có tạo ra cái nghiệp cả nhà. Rồi, dạ mô Phật. Thì đồng sĩ có 40 câu thơ tặng cả nhà vậy. Kính Phật mười phương ở chính mình, thái bình thanh tịnh tại bình sinh, ngộ rồi vạn pháp đều là Phật, ta bà cực lạc tức đại minh. Có nghĩa là Phật tử chúng ta lâu nay thì ai cũng có từng đi non, đi núi, đi chùa, đi chiền, miếu, am, rồi chúng ta cũng có phát cái tấm lòng ra là một chút của ít lòng nhiều, chúng ta cũng có tùy hỷ công đức, thì cái phát tâm Bồ Tát mà nhẹ nhẹ đó về cái phần hữu lậu thì cũng được một phần lợi lạc về cái phần phước bên ngoài thế gian. Nhưng mà sau khi chúng ta đi 1-2 tiếng đồng hồ ở trong chùa rồi thì trở về cuộc sống thế gian ở bên ngoài á, thì cái ba nghiệp thân thủ ý chúng ta tiếp tục ở trong tham sân si á, thì cái nghiệp nó tạo ra liên tục không có ngừng cả nhà. Đi chùa cúng dường chỉ có 100.000 thôi, về nhà tạo nghiệp nó nhiều nó trở lại á, thì hai cái nghiệp hai bên giữa mình á, với cái người được gieo duyên, cái người được nhận duyên á, nó cũng bị ảnh hưởng một phần nghiệp cả nhà. Cho nên về Phật tâm Phật tánh á, thì Phật nói chúng ta là cúng cái gì chân thật, cái tấm lòng thành đó là kính Phật mười phương ở chính mình, mình đem cái tấm lòng thành ra mình dâng lên mình cúng dường Phật cả nhà, cúng dường mười phương chư Phật ở trong tứ đại đất nước gió lửa. Thì trong thời gian qua đồng sĩ được cái nhân viên mà đến với cả nhà trên cộng đồng mạng thì cũng có quý đồng đạo Phật tử gần xa cũng trợ duyên đậu hũ dưa leo để cùng nhau chia sẻ với nhau trong Phật pháp đạo đời. Thì lúc đầu thì đồng sĩ cũng nghĩ đó là một cái tấm lòng Bồ Tát quan hỷ rất lớn, nhưng mà khi đi sâu vào cái pháp mà tạo duyên nữa thì về cái miếng ăn đậu hũ hàng ngày thì đồng sĩ cảm nhận như vậy nè. Lúc đầu á thì Phật tử gieo duyên với mình á, thì mình nhận lãnh ví dụ 1 triệu 2 triệu để ăn đậu hũ đi, thì mình cảm thấy nó cũng có cái sự an lạc hạnh phúc cơ bản trong đó về cái sự tu tập, giống như được một cái phước duyên vậy đó. Nhưng mà khi đi sâu vào khoảng 1-2 tháng về cái phước duyên này thì đồng sĩ nghĩ không có được. Nếu như mà mình ở một chỗ như vậy mà mình cứ thụ hưởng như vậy hoài là cái phước duyên của mình nó sẽ cạn, mà cái của cái người gieo duyên của mình cũng cạn luôn. Tại vì bên kia người ta đưa cái phước duyên đến, nhưng mà ở ngoài đời người ta còn tạo nghiệp cả nhà. Thì hai bên cái đó nó chưa có trùng vào một hướng, cái chỗ thanh tịnh bình đẳng cả nhà, chưa về ngay cái chỗ thật tánh của nó. Thì nếu mà ở ngoài đời mình chưa có đời với đạo, nó chưa có đi cùng một hướng đó, một hướng đạo, một hướng đời đó, thì trước sau gì cái nhân duyên của mình, của đồng sĩ ở thọ hưởng miếng đậu hũ này với cái huynh đệ tỷ muội ở bên ngoài kia để gieo duyên với nhau, cùng nhau trong Phật pháp tương trợ với nhau, thì trước sau gì nhân duyên này cũng bị đứt gãy giữa đường. Có nghĩa là chia ly ra chứ không có đi mãi mãi về một hướng đạo, cho nên đồng sĩ cảm thấy vậy thì mình hơi buồn lắm cả nhà. Thì đồng sĩ cũng nói chia sẻ thiệt với một số huynh đệ Phật tử như vậy. Thì có những Phật tử nói huynh đồng sĩ, huynh nếu mà huynh có cái tâm nguyện hạnh của huynh mà tu tinh tấn cho mãi mãi vô lượng kiếp của huynh á, thì trong cái nhân duyên kiếp này á, thì huynh đệ cũng nguyện là ủng hộ huynh một vài miếng đậu hũ để huynh ăn mà huynh yên tâm mà huynh tu đó. Thì lúc đó huynh đồng sĩ cũng hoan hỷ lắm, nhưng càng nghĩ làm đấy sao nó có một cái kỳ kỳ như vậy, đã mình nói là mình tu, mình đến cái chỗ không rồi, mà bây giờ mình ở chỗ không, mình đang cảm thấy giống như tạm thời mình an lạc hơn huynh đệ bên ngoài của mình, ngoài đời của mình để tương trợ cho mình, thì mình nhìn vào cái cảnh nó công đạo như vậy nè, đi một đường
về cái chỗ thanh tịnh như vậy mà huynh đệ mình ở bên ngoài còn lo vất vả ngoài đời á, để mà lo cái miếng đậu hũ, mình cảm thấy huynh đệ mình ở ngoài đó rất là phiền não. Thì cái miếng mà trợ duyên như vậy, đồng sĩ cảm thấy thôi bây giờ vậy huynh đệ ơi, huynh đồng sĩ ăn mắm muối cũng được nữa, miễn sao huynh đệ mình có được cái nhân duyên á, mình về đúng cái thật tánh tự tánh của mình, cùng nhau chúng ta như một nhà tu tập với nhau, có mắm ăn mắm, có muối ăn muối, vậy mà cái thân tâm nó thanh tịnh, nó thoải mái, nó nhẹ nhàng cả nhà. Ở cái chỗ giống như Phật đã giải thoát rồi mà Phật nhìn lại chúng sanh á, còn ở trong cái bể khổ tham sân si như vậy, thì chúng sanh đem cái gì đến cho Phật, Phật cũng không thể nào nhận lãnh được. Phật chỉ nhận cái tấm lòng thành bình đẳng, cho nên mong mỗi chúng sanh là chúng ta cứ để cái tâm thẳng về một đường đạo, mình tu Phật sẽ lo cho mình tất cả cả nhà. Cho nên cái nói thật cái tấm lòng thành của đồng sĩ là như vậy, là đồng sĩ mong mỗi chúng ta đều được đủ cái nhân duyên để mà đi thẳng một đường vào đạo, cùng nhau chúng ta tu tập, chúng ta tu sửa gọt giũa. Cái người tu thì sống đơn giản lắm, như cả nhà thấy ở trên rẫy đó, mình lên đây mình niệm Phật không quen biết với ai hết, nhưng mà tự động sơn thần thổ địa sắp đặt cả nhà, sẽ cho ví dụ như ông chú ông bác đó sẵn sàng cho chúng ta mượn cái chỗ niệm Phật, rồi có đất đó chúng ta trồng rau củ quả, rồi chúng ta có gạo đó, người tu ăn đơn giản thanh, đơn giản qua ngày. Cuộc sống không phải là để ăn, mà chủ yếu là có phương tiện để mình niệm, thân tâm mình nó nhẹ nhàng thanh tịnh cả nhà. Thì cái đó là cái điều mong mỏi của đồng sĩ. Thì đồng sĩ nguyện làm cái nhịp cầu nối đối với Phật pháp đạo đời mà cho cả nhà đủ nhân duyên, thì chúng ta cứ quyết tâm cả nhà, thành tâm đặt vào đó, hằng ngày chúng ta niệm Phật để đủ cái phước, cái duyên củ quyền xây chuyển cho chúng ta đủ cái duyên để chúng ta đi thẳng một đường vào đường tu cả nhà. Còn danh lợi bên ngoài cả nhà, đời này tu hưởng phước không kịp cả nhà, không phải như xưa đâu, cái màn cuối rồi, nói kiếp này tu để được kiếp sau, hoặc là con cháu nó hưởng phước không kịp đâu. Cái vật chất cả nhà làm ra bây giờ nè, cả nhà hưởng không được thì con cháu cả nhà hưởng không bao giờ được, bảo đảm với cả nhà luôn. Tại vì cái nghiệp này mình làm ra trong cái vật chất này, nó dính cái nghiệp ở đó, mình chưa đủ cái phước, mình hưởng không được cái tài này, thì con cháu của mình làm sao nó có cái phước đủ nó hưởng nổi. Nó dính vô cái tài sản của mình là nó dính cộng nghiệp vô, nó còn nghiệp nặng hơn nữa cả nhà, chứ không phải nó hưởng nổi đâu. Ai mà hưởng vô cái tài sản của cái người mằng ra, người ta hưởng không nổi rồi, người khác nhào vô hưởng rồi, bảo đảm nghiệp nó chốc chắc chồng lên gấp 2, gấp 3 lần luôn. Cho nên mình đừng có suy nghĩ cái tư tưởng là mình muốn làm cho tất cả để lại trong con cháu của mình, không có đâu. Mình để một đống nghiệp đó cả nhà, mà mình vô tình giống như mình thương con mà thương ngược về cái giáo lý của Phật, giống như mình hại con mình vậy đó. Mà cái đó là không phải là thương đó cả nhà. Thương con là muốn cho con nó phải có cái thân tâm nhẹ nhàng thanh thản. Cái đời nay nó rất là ngược, đi toàn hoàn toàn ngược giáo lý của Phật hết. Là bây giờ đi tu, quyết tâm đi tu thì phải xin cha, xin mẹ, xin vợ, xin con để cho mình được đi tu. Mà mình xin cái gì, thế gian cái đó người ta không có, làm sao người ta cho mình mà mình đi xin cả nhà. Bây giờ ở gia đình mình nè, chưa có ai được cái nhân duyên đi tu. Hôm nay mình được đủ cái nhân duyên, gần được đủ nhân duyên đi tu thì mình xin. Mình xin vô tình, mình xin cái gia đình mình chưa có. Bởi vì kiếp này gia đình mình chưa đủ duyên đi tu, thì mình xin cái người ta không có ở nơi thân tâm người ta. Lấy gì người ta cho cả nhà. Vô tình mình làm khó người ta, rồi mình làm khó mình luôn. Xin cái gì mà cha mẹ có, cha mẹ mới cho được. Mình tạm thời mượn cái chữ có mình nói đó cả nhà, làm cho dễ hiểu thôi. Thì cái đường tu này, ở nhà cha mẹ anh chị em mình chưa được cái duyên, chưa có ra trong cái kiếp đời này, thời gian này chưa có, thì mình xin như vậy đó là tự làm khó cho nhau, tự trói buộc cho nhau luôn. Thì cho nên đủ nhân duyên rồi, chúng ta cứ đoạn một lần đó chúng ta đi tu đi, cứ niệm Phật ở nhà, rồi chúng ta kiên quyết, lúc đó chúng ta niệm Phật đủ duyên rồi, tự cái nhân duyên nó đưa cái bối cảnh đến, thì chúng ta phải trong một cái khoảnh khắc đó phải có cái lúc thử thách chúng ta, để chúng ta vượt qua cái giới hạn. Khi chúng ta trở về cái chỗ niệm Phật rồi, một tháng hai tháng chúng ta trở về gia đình, là lúc đó cái cảm nhận của gia đình, cha mẹ, anh chị em, thành làng xóm bắp nhìn chúng ta khác liền. Bữa hổm khi chúng ta quyết tâm chúng ta đi tu á, thì ở nhà ai cũng nói hết á, trời ơi bây giờ gia đình vậy đó mà nó nói nó bỏ nó đi tu, nó không có màng tới cái gì hết, giống như nó không thương cha, không thương mẹ, không thương anh chị em đó. Thành làng xóm bắp nó cũng không còn nhớ tới nó đi tu. Khi mà mình đi thanh tịnh rồi, mình ngộ được rồi, mình trở về cuộc sống gia đình mình một thời gian với thành làng xóm bắp với gia đình á, thì lúc đó ai cũng hoan hỷ, ai cũng vui vẻ hết. Nói, thì ra là
tại cái nhân duyên nó như vậy, đến đó nó phải tu như vậy đó, thì hôm nay nó trở về chứ thấy nó đâu có bỏ gì đâu. Như Phật hồi xưa cũng vậy đó, cả nhà thấy đó, phải có một cái lúc Phật phải đoạn, khi mà ngộ ra pháp rồi Phật trở về, chứ có nghĩa là mình ở khi mình chưa tu á cả nhà, thì đời nó réo mình, nó lôi mình, nó kéo mình, nó không muốn cho mình đi ra. Mình khi mình ra được khỏi ngoài đời rồi, bước chân ra ngoài vào cái cửa đạo mình tu rồi, thì nó có một cái ngược nữa. Khi ta tu ở trong đạo rồi, ta ngộ lại, thì lúc đó đời nó không réo ta, mà tự ta chạy ngược trở vào đời. Chạy vào ngoài đời chi vậy cả nhà? Tại sao đã ở ngoài đây tu rồi, thanh tịnh rồi, sao không ở đây luôn? Chỗ Phật 49 ngày ngộ ra pháp là sao Phật không ở gốc Bồ Đề luôn đi? Đi nhập Niết Bàn luôn đi cho Phật trở lại đời chi cả nhà? Tại vì cái tấm lòng từ bi cả nhà, tấm lòng từ bi bác ái quảng đại, không thể nào mà mình nhìn thấy cái cảnh thế gian như vậy mà mình đi nổi. Đi vậy giống như mình ích kỷ cho đó, cho Phật phải trở vào đời. Cái đạo tràng của Phật nói vậy thôi, chứ đó là đời đó, đó là cuộc sống đời thực của người ta. Cả một cái đạo tràng của Phật bao nhiêu ngàn Phật tử, đó là cuộc sống đời thường hoàn toàn hết. Nhưng mà cái đời đó Phật tử nói là đời không chấp đời đó cả nhà, nó tương tự y như vậy đó, một tập thể đời trong đó nhưng mà không chấp đời với nhau. Thì cái đạo tràng của Phật là y như đạo của Phật, chung một cái đạo vậy. Thì chúng ta hôm nay cũng vậy, Phật đủ duyên có cái đạo tràng lớn, thì Phật tử chúng ta một hai người cũng có được một cái đạo tràng, miễn thân tâm nó thanh tịnh thì ta sống về cái tự tánh thiện ở đó thì tất cả đều được an lạc. Cho nên nó ở ngoài đời, ở về đạo lúc đầu lúc nó cũng có cái nào cũng có cái ngược nhau hết cả nhà. Khi ra rồi thì thấy được nó, khi thấy được nó rồi không còn sợ nó nữa, trở về độ nó. Có nghĩa là lúc đầu á thì trần kéo ta, khi tu rồi ta trở lại ta kéo trần. Ta kéo ông trần này tu cùng với ta chứ không bỏ ông được, tại vì tiền thân ta ở trong trần mà ra, đất nước gió lửa cũng tạo ra trần mà ra, cả nhà ta cũng ở trong đó. Cho nên tất cả dung hòa để về một cái chỗ thật tánh mà tu với nhau là ý về cái tâm ý của nhà Phật là như vậy, sống nhau bằng cái tấm lòng thành đó cả nhà. Dạ mô Phật. Rồi để nhường cho Nguyễn có một số ý để chúng ta tiếp tục cùng nhau. Em có một câu hỏi như thế này. Là mới nãy là trần réo ta, ta réo trần. Như vậy á, em muốn hỏi một câu là nếu mình tu đạt đạo rồi, mình có thoát khỏi cái trần này không? Mời quý đồng sĩ trả lời cho em. Dạ mô Phật. Nè như vậy nghe cả nhà. Cái chỗ thoát á là có nghĩa là cái chỗ đi ra đi, mình nói tạm thời là chỗ đi ra. Với cái chỗ đi vào là nó cùng một chỗ. Thì nói chung là ở trong cái trái đất này nè, mình gọi là trần là nói riêng về cái trái đất mình thôi, chứ mình không có nói mấy cái hành tinh ở gần gần á, chung ở trong ta bà nó lớn, mình nói riêng một cái địa điểm là Phật đặt chân xuống trái đất này thành đạo thì mình nói trái đất này thôi, Nam Diêm Phù Đề này thôi. Thì ở đây là cái điểm đến, cũng ở đây là cái điểm đi. Là tại sao? Cái điểm đi là đi đâu cả nhà? Điểm đến là điểm đâu? Cái điểm đến đây là cái điểm để cho chúng ta làm cái phương tiện tu tập. Rồi cái điểm đi là đi đâu? Đâu phải ta đi ra khỏi cái trái đất này là giải thoát, không phải nha cả nhà. Đi là đi ở cái tâm buông xả để về ngay cái chỗ thanh tịnh, ngay tại chỗ đến luôn. Ngay tại chỗ đến của cái trái đất địa cầu này là chúng ta đến đây để chúng ta tu tập, gắn cái thân vào trong thực tế. Khi ngộ ra cái pháp nó về một chỗ không thanh tịnh nó rồi thì cái tâm chúng ta buông ra. Thì đi là bỏ cái tâm chấp, bỏ giống như hạnh quán Thế Âm Bồ Tát. Khi bỏ cái đó ra rồi thì cái chỗ về và cái chỗ đi này cũng ngay ở ngay cái chỗ chúng ta ngồi luôn, đều là thanh tịnh như nhau. Đó là như vậy đó Nguyễn. Chứ ở trần này tu không đi đâu khỏi cái trần này hết cả nhà, không đi đâu khỏi hết. Còn tứ trọng ăn ở đây là còn trở lại đây. Còn mình nói cái chuyện đi với cái chuyện thoát á, là ở nơi cái tâm, tất cả ở nơi cái tâm. Còn tất cả các tướng đều là phương tiện hết, không bao giờ rời khỏi được cái chỗ này trong cái thời đại này. Vì chỗ đi này là mình đi thẳng vào cái tâm thanh tịnh, càng đi càng vô, càng đi càng vô, vô tâm thanh tịnh của mình. Đi hoài ở cái tâm thanh tịnh của mình đối với Phật tử chúng sanh muôn loài luôn. Tại ở nơi đó là tứ trọng nằm hết ở trong đó, bao nhiêu chư Phật mười phương cũng ở trong đó hết. Dạ, thì trong cái chủ đề này thì mới nãy huynh đồng sĩ cũng nhắc đến cái chỗ mà trợ duyên. Dạ. Thì em có nhớ một đoạn như thế này thì huynh đồng sĩ cũng đã từng chia sẻ. Thì huynh nói là rải tiền khắp cả trái đất này cũng không bằng một ông bỏ một cái trò dịch. Như vậy cái điểm quan trọng ở trong cái câu chuyện này là như thế nào, nhờ huynh đồng sĩ chia sẻ để mọi người cùng biết. Dạ mô Phật. Thì
Hồi tối này huynh đệ đồng sĩ với Nguyễn cũng có ngồi uống nước trà, nói chung trên nhà đẩy chỗ năm thì bây giờ chỉ có hai huynh đệ mình thôi. Còn sư cô liên tịnh thì trở về bên chỗ bên Vù Đầu để mà làm cái cốc cho cổ tu bên đó. Thì huynh đồng sĩ thì giờ ẩn tu bên đây, còn Nguyễn thì lên đây chia sẻ với huynh đồng sĩ bữa nay nữa là sẽ tạm biệt cả nhà để đồng sĩ trở về cái lịch ẩn tu với sân thần tổ địa. Thì huynh đệ hồi hôm này cũng có ngồi đàm đạo nước trà với nhau, cũng có một vài cái ý tưởng để mà chia sẻ với cả nhà thực tế. Thì như vậy nè, theo đồng sĩ cảm nhận đó cả nhà, dẫu như chúng ta có phước cao dày đến cỡ nào, chúng ta lấy tiền vàng chúng ta lót khắp trái đất này đó cả nhà, mình nói trái đất thôi chứ không nói riêng ta bà, nếu mà chúng ta có phước nữa chúng ta cứ lót hết ta bà cả nhà, tiền với của chúng ta trong vô lượng kiếp chúng ta lót bích ta bà luôn, cũng không bằng bỏ một cái chồi dịch chúng ta đi tu cả nhà. Tại vì sao thì Phật đã nói cái phần này rất là dễ hiểu. Như vậy nè, chúng ta mằng ở ngoài đời á, chúng ta đem vào chùa chúng ta cúng dường đó, hoặc là chúng ta trợ duyên pháp cho người tu đó, 500, 1 triệu hoặc là 100 triệu, 200 triệu hoặc là 1 tỷ, thì ở bên ngoài cái phước chúng ta làm ra được trăm tỷ, ngàn tỷ là chuyện bình thường. Tại cái người phước đến rồi bên đó người ta làm tiền rất nhiều, nhưng mà trong cái lúc mà mình làm á, mình còn tạo tác nghiệp cả nhà, mình còn tạo tác tham sân si. Bởi vì cái thực tế mà tự tánh tướng ở trong đời làm ăn là lúc nào nó cũng hai mặt hết. Khi chúng ta và giàu lên thì sẽ có một người nghèo xuống, chúng ta thăng tiến về được công danh thì chúng ta vô tình đạp cái người kia thấp xuống. Thì cái đó là thương trường như chiến trường, nó luôn luôn nó tương xung tương khắc với nhau. Một người này được thì một người kia mắc, một người này vui thì người kia lại buồn. Rồi khi chúng ta được cái nhân duyên, chúng ta gieo duyên Phật pháp như vậy á, thì cái người ở trong mà trong đạo á, hưởng cái phước duyên cơ bản đó của chúng ta, chúng ta trở về đời chúng ta làm ăn tham sân si nữa thì cái nghiệp đó, cái người hưởng với cái người cho, ví dụ cái người cho 10 thì ở ngoài kia nghiệp lãnh 7 phần, còn cái người được nhận này ở đây gõ mỏ tụng kinh á, cũng lãnh cái nghiệp 3 phần. Chúng ta nói để tôi nhận lãnh cái nhân duyên tiền này, tôi sẽ gõ mỏ tụng kinh, tôi hồi hướng cho các anh một phần nào đó để cho nhẹ bớt cái nghiệp của các anh. Chúng ta hồi hướng cho đến cùng cực lẳng kiếp cả nhà, không có nổi cả nhà, bằng cái tâm người kia buông xả một lần. Cái tâm người kia buông xả một lần, giống như cái anh này, ảnh có tài sản là 100 tỷ, ảnh cúng dường 10 tỷ. Cái anh kia có một cái chòi dịch 5 triệu, bỏ cái chòi dịch 5 triệu lên tu một cách trực tiếp luôn. Thì cái anh bỏ này ảnh có cái công đức vô lượng trong những kiếp đời về sau. Còn cái anh này ảnh ngoài đời ảnh cúng dường cho người ta mãi mãi như vậy, tham sân si vẫn còn chưa diệt, thì anh kia chưa có được cái một miếng công đức nào hết, chỉ nằm trong cái phước hữu lậu như là quý tổ đã có nói đó. Thì mình chỉ xài hưởng là một phần nào trong kiếp này xài chưa kịp luôn, chứ đừng nói tới hưởng ở kiếp sau. Cái đời này nó khác đời xưa rồi cả nhà, bị vì cái nhân duyên nó đến rất là dồn dập. Nó đến càng dồn dập thì nghiệp tạo tác càng nhiều, chứ không phải như ngày xưa một đời chúng ta tiếp xúc được chỉ có 100, 200 người thôi. Còn cái đời này, một kiếp này chúng ta tiếp xúc vô số lượng kiếp người chúng sanh trong đây, tạo tác vô số nghiệp để tạo ra cái vật chất. Thì cái nghiệp nó chất chồng cao vô lượng kiếp so với đời xưa, cho nên đời này tạo ra vật chất hưởng không kịp mà nghiệp đến ầm ầm là vậy cả nhà. Còn cái anh buông cái chòi dịch này ra đi với cái thân tâm không, có nghĩa là ảnh buông hết tất cả rồi, đi về ở cái chỗ không rồi, ảnh làm cái gì cũng có công đức hết. Thì nhờ cái nền tảng đó, công đức đó mà ảnh được vô lượng vô biên những kiếp về sau này làm nền tảng, ra đi một cái câu niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật để làm hành trang. Thì đó, Phật cũng nhắn nhủ muốn chúng ta là ở cái chỗ đó, bao đời quý tổ cũng muốn chúng ta ở chỗ đó đó. Phật thầy á, thì dụng cái chơn không, còn chúng sanh á, chỉ biết dụng cái cầu mong hữu hình cả nhà, đi hoàn toàn ngược với giáo lý của Phật pháp của nhà Phật hết. Ngày xưa Phật Thích Ca có một ngai vàng đồ sộ, Phật đoạn bỏ đi về cái giáo lý giải thoát. Hôm nay chúng ta không có cái gì để bỏ hết, chúng ta bắt chước nói theo, tôi bỏ, tôi nguyện, tôi bỏ. Mình đâu có cái gì đâu bỏ cả nhà, mằng mướn cực khổ gần chết luôn mà lại đeo, chứ đâu phải có ngai vàng sẵn thì mới gọi là bỏ nghe. Phước đức có sẵn mới gọi là bỏ, còn bây giờ hai bàn tay trắng mà không chịu buông, phải có bỏ cũng không đa đành nữa, là bây giờ hoàn toàn đi ngược với Phật nè. Phật ở ngai vàng đi ra tìm đường giải thoát tu, rồi không có muốn hưởng phước hữu lậu của chúng sanh đưa đến. Còn bây giờ chúng ta ra đi mang cái cảnh khổ, trước nhất được cái cảnh khổ để mình đi tu đó,
thì tạm thời giống như có 1 triệu 2 triệu trong mình để làm hành trang đổ xăng đi tu, là mình chưa có cái gì để bỏ nha. Lúc đó mình chưa có cái gì để mà cái phước để mà bỏ hết. Thì khi mình tu được 5 năm 10 năm cái phước nó đến với mình, nghĩa là Phật tử đưa duyên đến với mình là cái phước nó đến với mình đó cả nhà. Rồi bắt đầu sao cả nhà, nhào vô hầu đó hưởng phước, không chịu buông tu như hồi lúc đầu nữa. Lúc đầu khi mà chưa có cái phước á, thì đi tu im lắm. Khi phước nó đến rồi, nó thử rồi, bắt đầu ở đó hưởng nó, thụ hưởng nó, nghiệp nó giam cầm chúng ta, bắt đầu chúng ta làm như cái thân chúng ta có tiền chút đỉnh rồi, cái gì chúng ta cũng sợ hết. Nó ở trong cái cốc cái am làm cho ngon rồi cũng sợ, không có dám bỏ cả nhà. Lại 5-10 triệu trong mình cũng sợ luôn, không dám đi như bữa hổm. Hoặc là 1-200 triệu trong mình cũng sợ luôn, không dám nằm ngủ ngoài sân thần thổ địa cả nhà. Thì từ từ cái đó nó co, nó gom chúng ta, cái chúng ta ở trong đó chúng ta hưởng hoài. Thì ngược với Phật rõ ràng không? Phật tu ở chỗ bỏ danh bỏ lợi đi về cái chỗ thanh tịnh. Còn chúng ta chưa được thanh tịnh, nhảy vào cái chỗ hưởng phước, ở đó 5 năm 10 năm tu hưởng riết, càng ngày nghiệp càng đè. Cho nên cả nhà thấy không? Rất nguy hiểm. Tu dài 3 năm là nghiệp nó đến rất lẹ trong đời này. Đó là bây giờ rất nhiều Phật tử bị dính cái cảnh này, chứ không phải là không có. Thì đồng sĩ nói đây là mình nguyện những cái tấm gương đó cũng là những bậc đại Bồ Tát không? Những vị mà hưởng trong cái phước hữu lậu để đem cái hạnh tu, chịu cái nghiệp bệnh trong đời này để cho làm tấm gương cho chúng ta cả nhà. Chúng ta soi vào thì chúng ta nói dạ Nam Mô tất cả đều là vạn pháp của Phật. Nhờ quý vị đó mà làm cái bài học cho chúng ta, rồi chúng ta tu, rồi dùng cái công đức mà từ bi á, trải rộng ra để mà gieo duyên, để mà hồi hướng dìu dắt tất cả trở về cái chỗ thanh tịnh là như vậy đó cả nhà. Dạ, em muốn làm rõ thêm một chút xíu nữa. Dạ. Là tại sao á, tại sao là cái người trợ duyên như khán giả trợ duyên mà không tu, với lại cái người mà được trợ duyên đang tu, nhưng mà nếu khán giả không tu mà đi làm ác lại kéo hai người cùng xuống, không ai tiến bộ, thì chỗ này cũng có thể giải rõ cho mọi người cùng biết thêm cái này một chút xíu. Như vậy nè cả nhà, một Phật mình lấy cái bản thân đồng sĩ đây nè. Bây giờ đồng sĩ lấy bản thân đồng sĩ nè với muội đồng Huệ Nhiên nè, là đồng sĩ có chia sẻ nhà clip thứ nhất đó. Thì lúc đầu là muội nói huynh tu đi, muội sẽ lo đậu hũ cho huynh ăn mãn đời, huynh cứ tu thanh tịnh hoài đi, huynh đừng có vào đời nữa, huynh tu đi. Thì đồng sĩ nói đó, thì khi lúc đầu mình cảm thấy vậy đó, thì nói chung là mình cũng thấy vui, an lạc, cũng thấy hoan hỷ lắm cả nhà. Nhưng mà càng nghĩ mình nói bây giờ mình ở cái chỗ núi rừng nguyên thủy như vậy nè, mình niệm Phật cái thân tâm mình nó nhẹ nhàng quá đi, nó thoải mái quá đi, giống như bây giờ còn ở ngoài đời ngoài kia người ta muốn niệm Phật, ta muốn đi được cái chiến thanh tịnh như mình đi không được. Tại vì trần, mình ở trong trần, mình tham sân si, mình không buông trần thì trần không có buông mình. Thì cho nên khi mình nghĩ đến cái cảnh đó, cái tâm mình nó bị động liền. Có nghĩa là mình nghĩ đến cái cảnh mà người ta gieo duyên cho mình, mà người ta đang còn ở trong cái cảnh mà phiền não đó, thì mình nghĩ như vậy, tự mình thương cảm với cái phiền não của người ta, thì tự động giống như trong tâm mình nó bị phiền não lây. Đó là cái trực tiếp chứ không có cần nói về cái nhân quả gì hết. Mình trực tiếp ở trong cái tâm mình suy nghĩ, mình nói tại vì khi mình nhận lãnh, thọ lãnh của người ta thì mình phải quan tâm, mình hỏi ví dụ vậy sao. Chứ không phải chúng ta chỉ biết hưởng không, chúng ta không biết quan tâm thì chúng ta thành ra vô tâm cả nhà. Vô tâm mình không quan tâm cho đến Phật tử bên ngoài. Mình thụ hưởng một phần nhân duyên, nhưng mình phải quan tâm đến ở cái bối cảnh của người ta như thế nào. Bởi vì trong cái đường đạo, đường tu, đường đời là nó tương trợ với nhau. Thì cho nên Nguyễn nói cái sự mà nhân quả nó lan truyền cùng nhau kéo xuống như vậy. Nếu chúng ta thụ hưởng hoài ở ngoài đời thì cái phiền não bên kia người ta khổ làm sao, người ta sẽ nói mình liền. Ngoài kia người ta nói hôm nay làm ăn lỡ có chuyện này chuyện nọ nè huynh ơi, lỡ cái này cái nọ vậy nè huynh ơi, bây giờ sao muội thấy nặng nề mệt mỏi quá, muội khổ quá, muội đau quá. Thì cái người thụ hưởng này bị ảnh hưởng liền. Thầy chùa cũng vậy, chứ đừng nói chứ ai cũng bị ảnh hưởng liền. Sao Phật tử hôm nay, alo Phật tử hôm nay sao rồi? Dạ công chuyện hôm nay nó phức tạp quá đi sư phụ ơi, có thể ra hầu tò vô Phật á, cái này có nha. Dạ chắc có thể là con đang sắp xếp mà hồ sơ để ra hầu tò mà chưa biết là sao, nếu mà hên thì tại ngoại, nếu không hên nhiều khi nó còn nặng hơn sư phụ ơi ha. Cái này nhiều có trường hợp lắm. Thì đó là cái phiền não, cái nhân quả nó ập đến giữa hai người. Cho nên khi mình biết được cái tự tánh như vậy rồi, mình nói thôi bây giờ đệ ơi, Phật tử ơi, tấm lòng Bồ Tát của đệ bao nhiêu năm nay, của tỷ muội bao nhiêu nay, thì huynh rất là tri ân trong lòng, khó mà quên được cái tấm lòng vậy. Nhưng mà cái mong muốn nhất đối với huynh đệ Phật tử tỷ muội cũng như Phật đã ba đời mười phương cũng mong muốn chúng sanh như vậy, hãy về ngay cái thật tánh của mình, cái tự tánh của mình mà sống thanh bằng đơn giản cả nhà.
Đó là sống ở cách tự tại ung dung, giống như là quán tự tại Bồ Tát mà hành cái pháp mà như là Bát Nhã Ba La Mật mà huynh đồng sĩ cùng với cả nhà đã biết hiểu rõ về Bát Nhã Ba La Mật tâm kinh của Phật đó. Thì như vậy đó cả nhà. Dạ. Cũng như trong cái kinh Kim Cang mà Phật cũng có nói một câu mà bao đời quý tổ cũng ở trong cái câu đó mà nó ngộ ra đó, thì cái người tu mình lấy cái câu này mình làm cái giống như là một cái mục tiêu, cái điểm tựa để mà mình cho mình răn đe mình trong vô lượng kiếp đừng bao giờ quên nè. Là trong kinh Kim Cang Phật nói mà Tổ Huệ Năng đã ngộ ra nhờ cái câu đó đó, là ưng vô sở trụ, đó là nhân sanh kỳ tâm đó cả nhà. Mình đừng có mong muốn, đừng có đặt để cái tâm mình á trụ chấp ở bất cứ một nơi nào hết, mà tất cả đều thuận cảnh tùy duyên. Chúng ta niệm Phật, chúng ta trì chú đọc kinh niệm Phật để cho cái phước đức tự động nó đặt để nhân duyên chúng ta ở đâu. Khi nó đặt để đủ duyên đủ phước đức, nó đặt để chúng ta vào rồi, chúng ta cũng không chấp nó luôn cả nhà. Chúng ta không có nhận lãnh đó là của chúng ta luôn, mà mình biết rằng đây là của tứ đại, đây là của chung ở trong vạn vật muôn loài chứ không phải là của ta. Cho nên mình không chấp cái gì là của mình. Cho nên ưng vô sở trụ nhân sanh kỳ tâm là sao cả nhà? Kỳ tâm có nghĩa là đây là kỳ ngộ đó, có nghĩa là cái nhân để mà mình sanh ra được cái cảnh ngộ ở chỗ đó. Khi mình buông nó ra mình sẽ thấy được nó, còn mình nắm nó mình nhốt ở trong tâm mình không bao giờ mình thấy được nó. Bởi vì cái tánh cái tướng á là nó ở đó, nhưng mà mình buông ra rồi mình thấy cái tướng đó, mình buông ra rồi mình hiểu được cái tánh của nó liền, là nó nằm ở cái tánh nó ẩn ở bên trong, mình thoát ra mình mới thấy được cái tánh của nó. Thì cho nên bây giờ ưng vô sở trụ được, đó là nhân sanh kỳ tâm. Thậm chí cái chùa cũng vậy cả nhà, cái miếu, cái am, cái đình, cái tự cũng vậy, không có cái gì là của chúng ta hết, đều của tứ đại hết cả nhà, đều của vạn vật chúng sanh muôn loài hết. Thì đừng có để cái tâm trụ chấp này nào về cái mặt vật chất, về cái mặt tình cũng vậy luôn. Dẫu cho nhân duyên nó đến tốt với mình, giống như đồng sĩ nói cái nhân duyên mà đồng sĩ ca kể cả nhà, đồng sĩ cũng không tin luôn. Dù nhân duyên tốt mình cũng không tin luôn. Không tin có nghĩa là không phải mình bác bỏ, mà không tin có nghĩa là ở đây mình không có trụ chấp nó. Mình vẫn dùng cái tấm lòng thành ở trong trì niệm công phu hàng ngày mà mình niệm hoài như vậy, để đưa đến một cái chỗ, một đường thanh tịnh như vậy. Còn có mọi chuyện, cái bối cảnh như thế nào thì tùy nhân duyên, thuận cảnh của nó. Mình không có ép buộc đặt để mong cầu gì hết. Một phần. Dạ, thì đó là một cái phần, một cái bài pháp mà bình thường. Ừ. Bình thường là Nguyễn với lại Quỳnh Hồng Sĩ muốn gửi đến tất cả quý khán giả trong cái clip này. Thì cái clip sau á thì Nguyễn sẽ nhờ Quỳnh Hồng Sĩ dạy là cái chỗ là phép quán âm xả trực tiếp. Yeah. Với lại một cái là chủ đề á là ba la mật. Ba la mật là cái gì? Yeah. Và hiểu thấu trong ba la mật và hành ba la mật luôn. Yeah. Thì hy vọng cái chủ đề hôm sau sẽ có giá trị đến tất cả quý vị khán giả ha. Còn bây giờ thì cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã xem cái video clip của Nguyễn tới giây phút này, và hẹn gặp lại quý khán giả trong những cái video clip sau ha. Rồi, tạm biệt quý vị.